bất chấp cái nắng gay gắt của những ngày hè oi ả. Một hoạt động giải trí hấp dẫn thu hút được sự tham gia đông đảo của những người yêu thích câu cá trên cả nước và quốc tế. Đó là cuộc giao lưu câu cá quốc tế với sự tham dự của hàng trăm cần thủ đến từ hơn 20 câu lạc bộ câu cá trong cả nước và các bạn Nhật Bản, Trung Quốc. Đây không chỉ là một hoạt động giao lưu đơn thuần mà là sáng kiến rất có ý nghĩa của câu lạc bộ câu cá Hà Nội nhằm gây quỹ chung tay giúp đỡ các trẻ em bị nhiễm chất độc da cam dioxin nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ câu cá Hà Nội tổ chức một cuộc giao lưu câu cá quốc tế nhân kỷ niệm 5 năm thành lập của mình. Với quy mô lớn và hoành tráng nhất từ trước tới nay, hoạt động này không chỉ thu hút sự quan tâm và tham gia của những người yêu thích câu cá, mà ngay cả những người có đam mê và sở thích khác cũng tham gia, ủng hộ bởi tính nhân văn và cộng đồng sâu sắc của cuộc giao lưu này. Từ sáng sớm, khi ánh bình minh còn chưa bao phủ khắp đường phố, các anh chị em thuộc câu lạc bộ mô tô Hà Nội, những người vốn chỉ đam mê những dòng siêu xe mô tô cũng háo hức tập hợp nhau tại trước cửa sân vận động Mỹ Đình để tham gia cổ vũ khích lệ các cần thủ. Trong đó, có cả đoàn cần thủ Trung Quốc đi cả đêm bằng đường bộ qua Hà Khẩu của Lào Cai xuống, tạo khí thế phấn chấn rầm rộ cho cuộc giao lưu. Sau 2 tiếng đồng hồ đi qua đại lộ Thăng Long, rồi đến những miền quê thanh bình và yên ả, đoàn đã có mặt tại khu nghỉ dưỡng Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ, nơi sẽ diễn ra cuộc thi câu vào hôm sau. Cũng thời điểm này, các cần thủ từ các địa phương khác nhau cũng về tới đây, tạo cho những con đường của miền quê Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ vốn yên tĩnh này trở nên rộn rã và náo nhiệt khác thường. Hàng trăm cần thủ với rất nhiều những bộ đồ nghề khác nhau, người thì khuân cả thùng đồ nghề rất to, người thì đeo những túi câu trông rất cầu kỳ. Tất cả đều tỏ ra vui vẻ và háo hức, sẵn sàng cho cuộc thi. Pha trộn nhiều thành phần như thế này thì thứ nhất là khi mà cho vào trong nước như thế thì mật độ của cá thì tương đối là chưa được nhiều, nhưng mà khi mà câu một lúc thì mật độ cá sẽ rất là nhiều lên, mà thứ ra là như thế thì sẽ làm cho cá ngửi được những cái mùi thơm đấy, thì sẽ ăn vào những cái mồi thì sẽ dễ câu hơn. Là một người ngoại đạo, chưa từng đi câu và cũng chưa có đam mê câu cá. Nhưng khi tận mắt chứng kiến không khí vui vẻ và quy mô tổ chức cuộc thi, chúng tôi, những người làm phim cũng thấy hiểu thêm về loại hình giải trí thú vị này. Điều đặc biệt mà chúng tôi cảm nhận được là câu cá không chỉ là một thú vui đơn thuần của các cần thủ, mà thú tiêu khiển này còn có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cộng đồng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện trên cả nước cũng như quốc tế có rất nhiều câu lạc bộ, các tổ chức, diễn đàn câu cá khác nhau. Công việc mà họ làm không phải là để kiếm cá, mà mục đích chủ yếu là để gắn kết nhau lại thành những cộng đồng có cùng sở thích, cùng đam mê, để từ đó họ có thể chia sẻ với nhau và chung tay góp sức làm những việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Và đó cũng chính là mục đích và ý nghĩa đáng trân trọng của cuộc giao lưu câu cá quốc tế lần này.
khi tham gia cuộc thi, các cần thủ, đặc biệt là các cần thủ quốc tế, lần đầu tiên đến Việt Nam nên chưa hiểu rõ về điều kiện khí hậu, thời tiết, môi trường nước và các loài cá sinh sống ở đây, nên việc khảo sát, tìm hiểu để có thể đưa ra đấu pháp hợp lý như sử dụng loại lưỡi câu nào, loại mồi câu gì là rất cần thiết. Sau khi giao lưu, trao đổi thông tin, các cần thủ đã ra thăm hiện trường thử phao và dường như mỗi cần thủ với kinh nghiệm cá nhân và suy đoán của riêng mình đã tìm được đấu pháp để sẵn sàng tham gia cuộc thi. Theo quy định của ban tổ chức, cuộc thi diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ đến 11 giờ tại hai hồ câu dành cho hai hình thức câu khác nhau. Hồ câu thứ nhất dành cho các cần thủ câu bằng phương pháp câu cần tay, tức câu lưỡi đơn, và câu lục, tức câu lưỡi chùm, hay còn gọi là câu đụng. Khoảng cách giữa các cần thủ là 3,5 m, và giải thưởng được tính theo số lượng cá mà các cần thủ câu được. Ở nội dung câu đơn có 117 cần thủ tham gia. Ngay từ sớm, trước thời gian thi 1 tiếng đồng hồ, các cần thủ đã có mặt và tìm vị trí của mình. Có thể nói, thú chơi nào cũng có những thú vị riêng, đòi hỏi người tham gia phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và sự đầu tư về vật chất. Câu cá cũng vậy, nó cũng tiêu tốn thời gian và tiền bạc của những người đi câu, bởi có những bộ câu có giá lên đến vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng. Nhìn các cần thủ, ai nấy đều kéo theo một thùng đồ nghề rất to, nào là ô, cần câu, nào là bộ lưỡi có đến vài chục loại khác nhau, và mồi câu cũng phải pha trộn rất cầu kỳ. Chúng tôi hiểu rằng các cần thủ phải thực sự là những người đam mê thú chơi tao nhã này. Theo quy định của ban tổ chức thì đối với bộ môn cần tay, các cần thủ chỉ được dùng một loại cần câu 4,5 m. Thẻo câu chỉ được dùng hai lưỡi câu, dây chuột và thẻo câu không được dài hơn so với cấn quá 30 cm. Tuyệt đối, các cần thủ không được mắc mồi sống, không được xả thính xuống hồ câu. Có những cần thủ không phải chỉ đi câu một mình, mà còn mang theo cả hậu phương là vợ và con nhỏ đi cùng để cổ vũ. Tôi là Lê Đức Phong, thuộc câu lạc bộ câu cá Âu Lạc Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Tôi là người kinh doanh, đam mê câu cá thì là niềm vui của chung của gia đình. Ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì vợ chồng con cái của tôi hay đi câu, và đi câu thì nó cho tôi những cái sự kiên trì và từ đó rút ra những bài học trong kinh doanh. Và đồ câu thì là rất nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm, đi phải có xe kéo hoặc là xe ô tô để vận chuyển, rất nhiều đồ, nên cũng đam mê thôi. Đam mê thì sắp sửa đủ đồ để đi câu. Có lẽ đối với người câu cá thì không gì thú vị hơn là sau khoảng thời gian tương đối lâu ngồi tĩnh lặng, mắt chăm chú vào phao câu thì thấy phao câu nhấp nháy và hút tuột xuống dưới mặt nước. Khi đó, người câu sẽ có cảm giác hồi hộp chờ đợi xem phía dưới đó là chú cá gì đang dính câu, hay cái cảm giác nặng trĩu tay khi dòng một chú cá to lên mặt nước. Cảm giác thích thú của người câu là vậy, nhưng còn cảm giác của người cổ vũ thì sao nhỉ? Các anh, các chị ở đây đang chuẩn bị đây gần 200 cần thủ, mà lại khắp các vùng miền Nam Bắc, rồi cả những cái vùng xa xôi ở miền núi của tỉnh Hòa Bình. Tôi thấy họ cũng ở trên đó là suối nhưng mà cũng lại về đây câu, thì đấy cũng là một vấn đề độc đáo. Bên cạnh đấy thì tôi lại được biết thêm là các bạn của nước ngoài cũng hết sức quan tâm đến cái bộ môn nghệ thuật này, cũng rất thích cái bộ môn nghệ thuật này. Thế chính vì thế cho nên là cái tập họp này nó đã tạo nên một cái không khí rất là hữu nghị, đoàn kết, và đặc biệt là tạo cho một cái nguồn cảm xúc mới cho tất cả những cái người sau đây chưa yêu nghề câu cá cũng như là chưa biết cách câu cá, thì tôi nghĩ rằng là cũng nên thông qua cái tham gia cái câu lạc bộ này. Thật khó có thể diễn tả được hết những cung bậc cảm xúc của người đi câu, bởi mỗi lần cá cắn câu là một cảm xúc khác nhau, sự kiên nhẫn và chờ đợi khác nhau. Song có lẽ điều chung nhất ở những người câu cá là họ có thể giải tỏa mọi căng thẳng, ưu phiền và tách ra khỏi sự náo nhiệt của nhịp sống hiện đại. Họ có thể tìm thấy sự thư giãn và rèn cho bản thân tính kiên trì mỗi khi đi câu.
Đến với hồ câu, chúng ta có thể gặp gỡ mọi người thuộc đủ các nghề nghiệp khác nhau, từ những người kinh doanh, nhà giáo, bác sĩ hay kỹ sư, vân vân. Tôi là một nhà giáo. Thế mà ngoài cái thời gian công việc ra thì tại sao tôi lại chọn cái thú đi câu này? Thì theo tôi thì trước hết là mặc dù thì tuổi thì tôi cũng chả bé nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là mình vẫn cần phải có cái sự kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì. Và cái gì thì cái câu là cái rèn cho người ta tốt nhất cái điều đó. Và cái điều thứ hai, đây nó là cái bộ môn giải trí nhưng thực ra nó là bộ môn thể thao. Đi câu để cho nó khỏe, nó tĩnh tâm. Thì tại sao lại không đi? Thì cái điều này tôi cũng nghĩ nó cũng là một cái điều rất hay. Thế còn một cái lý do nữa là đi câu, mà đi câu theo cái cách thức như thế này, cách thức theo cái thể thức của câu lạc bộ, của hiệp hội, thì là một cái thứ tuyên truyền rất là văn minh. Tôi hiện nay tôi đang sống trên Hồ Bình, mà cái hiện tượng mà hủy hoại thiên nhiên là rất là nhiều. Thế chúng ta mà đi câu như này thì chúng ta vừa bảo vệ cái môi trường, chúng ta vừa lại là những cái tuyên truyền viên. Cái kết hợp được rất là nhiều việc. Thế như vậy là đi câu bổ ích như thế thì tại sao không đi câu? Thế tôi nghĩ nó đơn thuần như vậy thôi. Mỗi hình thức câu có một đặc điểm riêng và cũng có những thú vị riêng. Nếu như câu cần đơn mang lại cho người câu cảm giác thư thái, kiên nhẫn hơn, thì câu cần lục lại mang lại cảm xúc mạnh mẽ, hồi hộp hơn, hấp dẫn các cần thủ trẻ hơn. Bởi theo cảm nhận của chúng tôi, thì câu cần lục có vẻ cường độ cá dính câu nhanh hơn và cá cũng to hơn. Đối với câu cần đơn, khi người câu thả thính tại một khu vực nhất định, cá đánh hơi được mùi thính và đến ăn. Người câu phải đảm bảo chắc chắn rằng cá đã ngậm phải mồi có lưỡi câu trong miệng và kéo phao tuột xuống mặt nước thì giật cá mới dính câu. Tôi là cần thủ câu lạc bộ câu cá Tràng An, Hà Nội. Câu lạc bộ câu cá Tràng An Hà Nội thì cũng đã có cái thâm niên khoảng 3 đến 5 năm trong nghề câu cá rồi. Và tất cả anh em trong câu lạc bộ thì cũng là đều có cái thâm niên từ 3 đến 5 năm trong nghề câu cá. Và cái tiết mục câu ngày hôm nay là gọi là câu cần tay theo kiểu của Đài Loan. Tức là câu chúng ta không lắp máy mà chỉ có cần và trục. Đối với cái câu này thì nó là chúng ta sẽ phải có cái thao tác là trong có cần, trục và thẻo câu. Thì trên trục và thẻo câu thì có quấn một lớp chì để mục đích là để cân cái sức nặng của cái lưỡi câu và cái phao câu, làm sao cho nó đạt cái độ cân bằng để cái mồi khi chúng ta thả câu xuống thì người ta chạm xuống đáy nước và con cá người ta sẽ ăn dưới mặt đáy nước. Thì đây là cái điển hình của câu đài là như vậy. Và đối với cái hồ ngày hôm nay tôi nhận thấy là cũng sẽ rất nhiều mức nước khác nhau trong hồ này. Khi mà như ví dụ như ở tầm nước ở đây chẳng hạn thì là nước đục, cho nên là chắc chắn là cái độ sâu nó nước rất nông, và nước rất nông này thì chắc chắn là cái tầm nhiều các loại cá là không phải là to lắm, bởi vì thường cá to hay nằm ở độ sâu cao. Đấy, do vậy thì cần thủ sẽ tùy theo cái mặt nước và xác định được cái loại cá để mà chuẩn bị cái đồ câu nó phù hợp với lại con cá đó. Ví dụ như là cá to chúng ta phải dùng những cái đồ dùng dây câu nó to hơn, và cá nhỏ thì chúng ta dùng cái dây câu nó nhỏ hơn để nó phù hợp, và như vậy thì tránh con cá nó bị sợ ở dưới mặt nước và cũng có thể là sẽ câu được nhiều cá hơn. Trong khi đó, câu cần lục thì khi người câu thả thính, cá lao đến lập tức đụng phải chùm lưỡi câu sắc nhọn. Nhiệm vụ của người câu lúc này là phải sử dụng kỹ thuật cũng như phán đoán bằng cảm giác tay của mình để giật cần câu sao cho cá dính vào chùm lưỡi câu là thành công. Ban tổ chức quy định các cần thủ câu lục cũng chỉ được dùng một loại cần câu 4,5m, tất cả đều câu bằng đầu cần và chỉ được thả thính duy nhất một lần bằng ben. Các cần thủ có thể mắc mồi câu nhưng không được mắc mồi sống để tránh sát thương cá và không được mạng dệt cá. Sau
Sau 3 tiếng đồng hồ, trong cái nắng nhễ nhại giữa trưa hè oi ả, nhưng dường như các cần thủ không hề cảm thấy mệt mỏi, vì ai nấy đều cảm thấy rất vui về những thành quả của mình, dù câu được nhiều hay ít. Trong lúc chờ đợi ban tổ chức tổng kết giải thưởng, các cần thủ vẫn rất hăng say chia sẻ những kinh nghiệm và điều thú vị của mình trong một bầu không khí thoải mái và vui tươi. Hiện nay thì với cái tư cách là một cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi đang có những cái định hướng là sẽ đưa những các cái câu cá của chúng ta sẽ vươn lên một cái tầm cao hơn. Sắp tới sẽ có những các cái phương hướng là thành lập các cái hiệp hội câu cá giải trí của Việt Nam. Thì khi mà thành lập những hiệp hội câu cá này thì quy tụ tất cả anh em ở trong toàn quốc về, quy tụ tất cả những cần thủ của chúng ta để dưới một mái nhà chung, cùng có những các định hướng để phát triển, cùng gắn kết với nhau để tạo lên được những các cái cuộc thi nó mang tính chất là toàn quốc cũng như là có những thứ về quốc tế. Và hiện nay thì tất cả anh em ở trên toàn quốc chúng tôi cũng biết được cái lượng người rất là lớn. Và cái xu hướng sau này trở thành những cái môn thể thao, đó là những định hướng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ có những các cái định hướng, cũng phải ban hành những các cái điều lệ, rồi là tất cả các cái luật thi câu cá, cũng như là tất cả những cái luật hiện nay thế giới đã áp dụng. Đối với họ, tham gia cuộc thi này không phải để nhận giải thưởng, mà họ thực sự thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được hội tụ, được giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình với những người cùng chung sở thích. Cuộc thi đã trao tổng số 12 giải thưởng cho 2 bộ môn thi đấu, câu lục và câu tay. Mỗi bộ môn 6 giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư, 1 giải năm và khuyến khích. Tổng giá trị tiền thưởng 49 triệu. Ngoài ra, để khích lệ các cần thủ, ban tổ chức còn có quay số trúng thưởng bằng các vật dụng câu cá trị giá 32 triệu đồng. Hôm nay thì là kỷ niệm 5 năm của câu lạc bộ câu cá Hà Nội. Thì cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời tất cả các câu lạc bộ trên toàn quốc về tham dự từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành của cả nước. Với cái sự tham gia là cần thủ thì hiện nay là 232 cần thủ tham dự của 21 câu lạc bộ. Thì cái định hướng sắp tới thì là từ cái câu lục là cái chuyên đề của câu lạc bộ câu cá Hà Nội. Nhưng sắp tới chúng tôi sẽ chuyển định hướng phát triển cho anh em trong câu lạc bộ là chuyển sang môn cần tay để hòa nhập với cả bạn bè trong toàn khu vực. Và tiến tới thì là sắp tới thì là có cái hiệp hội câu cá của Việt Nam trong cái tháng 7 để là ra mắt. Thì câu lạc bộ chúng tôi cũng đăng ký để tham gia vào cái chương trình là Hiệp hội câu cá Việt Nam để có những cái mà tổ chức rồi giao lưu toàn bộ các cái nước trong khu vực Đông Nam Á. Sau cuộc thi, ban tổ chức đại diện cho các cần thủ gửi tặng tổng giá trị 27 triệu gồm tặng phẩm, bánh kẹo và tiền mặt cho làng hữu nghị Việt Nam như một món quà thể hiện lòng nhân ái và hữu hảo của các cần thủ đối với các em bé có hoàn cảnh đáng thương này. Cuộc giao lưu đã khép lại, song những tình cảm nồng ấm và những dấu ấn tốt đẹp của nó vẫn mãi đọng lại trong mỗi cần thủ cũng như những người tham dự. Hy vọng rằng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng để mọi người yêu thích câu cá có một sân chơi thú vị và cũng là dịp để mỗi người có điều kiện chung tay, góp sức, làm những điều tốt đẹp và hữu ích cho cộng đồng và xã hội.